tôi xin kính chào quý khán giả và các bạn của kênh truyền thông Buổi The Country. Trước mắt chúng ta là những hình ảnh từ sân bóng đá The Country, nơi sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Đó là màn so tài của FC Footer và FC Anh Em. Đây là trận cầu giao hữu lượt về giữa FC. Như vậy là trọng tài Văn Tài cũng đã cho thi đấu đầu tiên. Sẽ cùng chờ đợi tiếng còi của trọng tài để bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài Văn Tài cũng đã cho hiệp thi đấu đầu tiên màn so tài giữa Hunter và anh em đã được bắt đầu. Để quý khán giả và làm quen với trang phục thi đấu cũng như là các cầu thủ ra sân của trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu trang phục thi đấu và thành phần ra sân của cả hai đội bóng. Như vậy là đã có bàn thắng từ rất sớm dành cho các cầu thủ anh em. Một tình huống lên tấn công đầu tiên của các cầu thủ anh em, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bàn thắng này. Rất có thể cầu thủ áo số 7 Duy Thành là cầu thủ ghi bàn khá hiệu quả. Đặc biệt là sự một cú dứt điểm và xử lý hay của cầu thủ áo số 6 là Tấn Phát. Bên phía anh em một cơ hội nữa, khá đáng tiếc cho anh Dầu với pha băng vào dứt điểm vừa rồi. Anh đã không có một tình huống chạm bóng thành công, khá đáng tiếc cho anh Dầu. Duy Thành xử lý bóng hay và đó chính là pha xử lý bóng đầy kỹ thuật của Quốc Tuấn. Tỷ số là 3-0 dành cho anh em. Một pha xử lý bóng vô cùng kỹ thuật và quá hiểm hóc của Quốc Tuấn. Của Duy Thành, một màn thể hiện tuyệt vời của Duy Thành trong trận đấu ngày hôm nay. Một bàn thắng và thuật Danh Nguyễn, bóng vẫn còn dành cho Hunter. Phát triển bóng dành cho Mai Nguyễn, tiếp tục là một cú sút tầm xa. Duy Thành đã đẩy qua khỏi nửa sân của các cầu thủ anh em. Một cú sút nữa của Cương Phạm rất nguy hiểm. Đó là một pha cắt bóng rất chủ động của anh Dâu. Một cơ hội dành cho anh em, anh Dâu dứt điểm rất nguy hiểm. Như vậy là trọng tài cũng đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được khép lại, kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên có lợi thế trước Hunter với tỷ số là 3-0. Chúng tôi xin kính chào quý khán giả và các bạn của kênh truyền thông Buổi The Country. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, màn so tài giữa FC Hunter và FC Anh. Đầu tiên thì các cầu thủ FC Anh Em đang tạm dẫn các cầu thủ Hunter với tỷ số là 3-0. Dành cho hàng phòng ngự của anh em, đây là Quốc Tuấn. Một pha che chắn bóng khá hay của Quốc Tuấn vẫn còn dành cho cầu thủ số 10. Một cú sút chìm và một cú sút chìm rất kiểm hóc của Quốc Tuấn. Tuấn đã mang về bàn thắng thứ tư dành cho anh em. Và đây cũng chính là cú đúp của các thủ Hunter vẫn chưa mang lại sự hiệu quả. Thì họ đã có bàn thắng. Đó là những nỗ lực tấn công của Hunter. Và bàn thắng gọi tên cầu thủ Duy Thành. Những nỗ lực của Hunter đã được đền đáp trong trận đấu này. Tỷ số đã được rút ngắn cách biệt dành cho Hunter. Một đường truyền không thành công của Minh Quang nhưng vẫn có một cú ra chân. Bóng đã chạm vào một cầu thủ áo vàng. Bóng đã chạm ngày hôm nay. Sút bóng rất nguy hiểm. Đó là một pha chạm bóng của anh Dâu. Rất hay. Đó là một đường truyền của cầu thủ áo số 11 bên phía anh em. Và anh Dầu đã có một tình huống cắt mặt chạm bóng khá tinh tế, mang về bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ anh em.
một pha chạm đầu rất tinh tế của anh Giàu. Minh Quang, Duy Thành che chắn bóng ngay, vẫn là Duy Thành. Nỗ lực của Duy Thành là chưa đủ, vẫn còn dành cho cầu thủ đi. Mặt bóng rất kỹ thuật, ra chân vào. Một pha bóng độc diễn và xử lý kỹ thuật rất hay của Duy Thành. Bàn thắng thứ hai đã đến với cầu thủ Hunter. Và cũng chính là cú đúp bàn thắng dành cho cầu thủ này. Những nỗ lực tuyệt vời của Duy Thành. Đó là pha bóng can lướt và xử lý bóng độc lập quá hay của cầu thủ màu xanh, vẫn là anh Dâu. Xử lý bóng rất hay, vẫn là anh Dâu. Một mình anh Dâu đã xông thẳng vào vùng cấm của các cầu thủ Hunter. Cắt bóng hay, ăn khá, dứt điểm. Đó là một pha xử lý bóng quá hay của thủ thành Phúc Long. Tưởng chừng như bàn thắng. Phản công không thành công, ra chân vào. Một cú ra chân giúp cầu thủ anh em. Một cú ra chân với một lực đi rất căng, bóng đi rất hiểm hóc, không có cơ hội cản phá dành cho thủ thành Hoàng Tú với pha dứt điểm cho cầu thủ anh em. Chính xác đây là anh Tuấn, vẫn là anh Tuấn, những pha xử lý bóng rất khéo của anh Tuấn. Cơ hội, đó là pha dứt điểm bóng cận anh khá đáng tiếc dành cho Minh Quang. Che chắn bóng khá kinh nghiệm của Minh Quang. Đây là An Khang, một cú dứt điểm khá nguy hiểm. Một chút chính xác và đầy ngẫu hứng dứt điểm. Đó là một cú ra chân không thành công, khá đáng tiếc của Danh Nguyễn. Cho cầu thủ Hunter, đây vẫn là những nỗ lực của anh Quang. Cơ hội, chưa có một tình huống. Minh Quang chuyển bóng nhanh cho Danh Nguyễn. Như vậy là trọng tài cũng đã cho trận đấu giữa Hunter và anh em được kết thúc. Chúng tôi xin chúc mừng cho chiến thắng của anh em trong trận đấu ngày hôm nay. Và thay mặt cho sân bóng đá Đờ Cơ Chi, chúng tôi xin cảm ơn cả hai đội bóng Hunter và anh em đã cùng nhau tạo nên một trận cầu giàu cảm xúc dành cho các khán giả theo dõi trận đấu này.